theo ban tổ chức và hội đồng tư vấn nghệ thuật. Hành vi truyền gian ngang nhiên chiếm sóng truyền hình VTV9 đang truyền hình trực tiếp để thực hiện màn cầu hôn giả phương rất phản cảm trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23 năm 2017 tại nhà hát thành phố là không thể chấp nhận được. Hành động này của Trần Giang gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt, ảnh hưởng đến uy tín của ban tổ chức giải và quy định phát sóng truyền hình trực tiếp của đài truyền hình quốc gia. Đây chính là nguyên nhân khiến chàng hề xứ Quảng sẽ không có tên trong hạng mục đề cử của giải Mai Vàng năm 2018.